Bạn Na, bạn Na tìm hiểu chữ nha. Bảng chữ cái nào? Đâu? Bạn Na xem chữ đấy là chữ gì bạn Na? À, chữ A. Ok. Thế đây là chữ gì nhỉ? Á, à, đúng không? Bạn đọc to lên. Chữ gì nhỉ? Á. À. Đây. Ở. Bờ. Nào bạn nào đọc theo nào. Bờ. Cờ. Đây bạn chỉ theo và đọc theo bố. Bờ cờ. Giờ. Đờ. E. E. G. H. I. I. K. L. Tới chỉ vào để nhớ. M. N. 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 O tròn như quả trứng gà. Ô thì đội mũ. Ơ thì thêm dâu. P. Q. Z. S. S. Đây, sờ, sờ. Ừ, đúng. Tờ. Bỏ chân ra, tờ. Con chỉ đọc theo. Tờ, bố hướng dẫn. Đây. Đây, tờ. U. U. Ư. Vờ. Vờ. Sờ. Y. Y. Vậy là bảng chữ cái của chúng ta gồm bao nhiêu chữ cái nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vậy bảng chữ cái của chúng ta gồm 29 chữ cái bạn Na nhá. Bạn Na vừa học tổng quát qua tất cả 29 chữ cái nhá. Sau đó các bạn Na sẽ học dần dần để nhận biết được tất cả các chữ nhá. Con chỉ biết. Đâu hiện tại bạn Na biết những chữ chữ nào? Chữ này. Ở đâu thế, những chữ nào bạn Na biết bạn chỉ nhá nào. Nào. A á. Ừ. Ừ. À, bạn Nam mới biết này. A, á, ứ, ư, y dài à? Thế vậy bạn Nam sẽ biết 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 chữ. Bạn Nam mới biết được 5 chữ đúng không? Vậy còn 24 chữ nữa bạn Nam cần phải học nhá. Chữ này. Đúng rồi, ngoài. Thế chữ này bạn biết chữ gì đây không? Chữ này. Đúng rồi. Thế đây chữ gì bạn nào biết không? Đây chữ này bạn nào biết không? À thế bạn nào sẽ học sau đợt này bạn nào sẽ phải chịu khó học để nhận biết được các chữ cái nhá. Được không? Nhất trí không? Đây. Yeah. Ok, xin chào.